tới hai khóa thời gian nha các bạn. Giờ nó là cái đực bên cái luôn nha các bạn. À, đực cái luôn hả? À. Đúng luôn không? Phải để đúng ngăn đúng chiều đàng hoàng. Rửa đèn, giao lưu, các thứ. Duy nhất là chỉ có tiệm của mình thôi, là chỉ có một người thôi. Đây mấy trăm rồi. Đúng rồi. Trăm. Bạn nhà có vô dây thì vô bằng tay nha các bạn. Đừng có vô máy những giống mình nha, dễ đứt lắm á. Có đứt dây là phải ra mình mua dây thay nữa. Để mình cho các bạn coi cái này nè, không có cái máy này nó cũng có cái đồ quay này các bạn sử dụng được nè. Nè tay quay nè, cái tay quay này tiệm mình có bán luôn nè. Thì các bạn thay dây thay khóa cho người ta thì mình sẵn là để kiểm tra cái cần cho khách luôn. Thấy không? Ủa dây này nè, có một cái màu khác nhau đó, gì loại mới nó vậy á, chưa hai màu, tất cả đều là màu đó, hay không? Cũng năm màu luôn, hay không? Bài hát hả? Thử cái micro này cho nó hay. Mình cái trách nhiệm của mình là vậy thôi. Alo. Nghe. Dạ. Rồi, cảm ơn các bạn nha bạn. Thử cái đàn thôi mà thử hai bản. Rồi có gì ghé đi ha. Mệt quá. Có gì ghé đi. Rồi các bạn có nhu cầu các bạn ghé là cái tiệm đàn của mình ha. Tiệm đàn mình là Dũng Guitar. 49 Nguyễn Thuật, phường 2, quận 3 nha các bạn. Số điện thoại và cái tiệm đàn mình sẽ để ở trên cái video cho các bạn nha các bạn. Hư đàn, sửa đàn, ráp đàn, dạy đàn, bán đàn. Các kiểu luôn nha các bạn. Bao hết. Hả? Tiếp. Giao lưu luôn nha các bạn.